Trẻ có thể bắt đầu đánh răng từ lúc nào? Khi trẻ bắt đầu mọc răng, khi trẻ mọc đủ 20 cái, khi trẻ tròn 3 tuổi, đủ tuổi để dùng kem đánh răng. Hết. Trời ơi, đây là đội nào? Quá gạo. Sắc. Bé gạo. Dạ mời anh Kim Tử Long. Tôi ơi, theo anh, khi mà anh bắt đầu mọc răng thì chưa được 20 cái thì trẻ không thể nào 20 cái mà được cho nó đánh răng. Khi trẻ tròn 3 tuổi, đủ tuổi để dùng kem. Đúng rồi. Phương án B là phương án chính xác. Phương án B ư? Em yên tâm đi Tân ơi. Hôm nay anh sẽ dùng tất cả mọi kiến thức của anh để giúp cho em tỏa sáng. Theo kinh nghiệm mà mới sinh con của vợ em thì em sẽ quyết định là không nghe lời anh Kim Tử Long. Em nghĩ là khi trẻ bắt đầu mọc răng là nó được quyền đánh răng. Đáp án nào? Dạ là đáp án A. Đáp án A. Dạ là đáp án chính xác.